Chào mừng bạn trở lại kênh phân phối về dầu mờ của mình. Các bạn đã thấy đấy, thì Mobil là một trong những thương hiệu lớn ở thị trường Việt Nam và hàng Mobil thường nhập khẩu và giá rất là cao. Thì hôm nay mình có một phi dầu giao cho nhà máy ở Sông Công, thành phố Tây Nguyên. Thì mình sẽ review cho bạn một chút về cái dầu Mobil 600 XP320, tại sao lại được dùng và này nhé. Thì ứng dụng thì Mobil Gear 600 được khuyến nghị dùng cho các loại bánh răng như thẳng, nghiêng và nón kín và các cái bánh răng trong ngành công nghiệp nặng và hàng hải, đặc biệt là có tốc độ chậm và tải cao và bôi trơn hình thức là vung tóe tuần hoàn, hoạt động ở nhiệt độ khuôi dầu tầm 100 độ C. Và Mobil Gear được chấp thuận bởi Siemens AG cho việc sử dụng những hộp số Freelander. Thì ưu điểm của cái dầu bánh răng này là giảm mài mòn do bánh răng do thuộc tính cao và kéo dài tuổi thọ nhớt, thời giảm thời gian dùng máy dự kiến và bảo trì theo hình thành chất lắng và cặn được giảm tối thiểu. Thì đó là một số chia sẻ của mình, các bạn thấy có ích thì nhớ like and subscribe kênh này giúp mình nhé. Mình sẽ có động lực làm video cho bạn hơn và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video sau. Xin cảm ơn.